Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Tối nay thứ năm ngày 10 tháng 3 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu về phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh và quy hoạch trường Đại học Hạ Long cùng khu đô thị phụ trợ. Quảng Ninh sẵn sàng các điều kiện an toàn phục vụ du khách, sẵn sàng mở cửa du lịch trở lại từ ngày 15 tháng 3. Mất an toàn giao thông tại khu vực ngã ba đấu nối giữa quốc lộ 18 cũ và đường tỉnh 329 qua nội thị phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả. Cử tri nhân dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị nhưng những bất cập vẫn chưa được xử lý. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề nghị của Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu được nghiên cứu trao đổi với tỉnh Quảng Ninh về phát triển nhân lực, quy hoạch trường Đại học Hạ Long cùng khu đô thị phụ trợ. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có cuộc làm việc trao đổi với đoàn công tác của tổ chức do giáo sư Nguyễn Đức Hương, Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu, trưởng khoa Tài chính Kế toán, Kiểm toán, Học viện Hành chính và Quản trị Kinh doanh Paris, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn. Cùng làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Tường Huy, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Ninh đã trao đổi với đoàn công tác về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, trọng tâm là nội dung phát triển nguồn nhân lực. Quảng Ninh được đánh giá là địa phương sớm ban hành và thực hiện hiệu quả nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Năm 2014, Quảng Ninh cũng đã ban hành quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đến năm 2015, tỉnh đã tập trung triển khai đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực đến năm 2020 với phạm vi quy mô toàn tỉnh. Việc lập các quy hoạch, đề án đều có sự tham gia của các tư vấn hàng đầu quốc tế. Đến nay, nguồn nhân lực của tỉnh duy trì được tốc độ phát triển hợp lý về cả số lượng cũng như là chất lượng. Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và là tỉnh có cơ cấu lao động tiến bộ so với cơ cấu trung bình của cả nước và của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển ngày càng cao, để đạt được mục tiêu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Quảng Ninh có được đội ngũ nhân lực đáp ứng về số lượng, cơ cấu, chất lượng, đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, Quảng Ninh cũng là nơi thu hút mạnh mẽ nguồn nhân lực chất lượng cao từ trong nước và quốc tế. Tỉnh đang phối hợp với Học viện Chính sách và Phát triển của Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và hoàn thiện tích hợp quy hoạch mạng lưới giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2030-2045, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng với đó, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đổi mới mô hình, nội dung, phương thức đào tạo, xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách phát triển nguồn nhân lực, quy hoạch, đầu tư phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Đối với trường Đại học Hạ Long, kể từ khi thành lập vào năm 2014 đến nay, trường đang ngày càng khẳng định uy tín, vị thế là cơ sở giáo dục đào tạo đa ngành, lĩnh vực, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh và khu vực. Trường đã tuyển sinh được gần 5.000 sinh viên, mở được 13 ngành đào tạo. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường các ngành ngôn ngữ Trung Quốc, công nghệ thông tin, nuôi trồng thủy sản luôn đạt 100%. Tại buổi làm việc, giáo sư Nguyễn Đức Hương, Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, cùng các giáo sư tiến sĩ chuyên ngành của đoàn công tác, bày tỏ những ấn tượng trước sự vươn mình vượt trội, phát triển mạnh mẽ của Quảng Ninh trong thời gian qua. Với tinh thần cầu tiến, quyết liệt, sáng tạo, tỉnh đã tạo ra các bước đột phá lớn trên nhiều ngành lĩnh vực. Đặc biệt, 2 năm qua, Quảng Ninh đã trở thành một địa phương điển hình, điểm sáng của cả nước về phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện thành công mục tiêu kép, phát huy vai trò cực tăng trưởng toàn diện của phía Bắc. Quảng Ninh cũng là địa phương tạo nhiều cảm hứng để các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu phát huy trí tuệ của mình. Các ý kiến cũng tập trung trao đổi, tham góp, hiến kế cho tỉnh về giải pháp liên quan đến phát triển nhân lực, quy hoạch trường Đại học Hạ Long cùng khu đô thị phụ trợ. Với các cơ chế chính sách mạnh mẽ thu hút giảng viên, học sinh, sinh viên, với tầm nhìn rất chiến lược của lãnh đạo tỉnh về xây dựng đô thị đại học lý tưởng, các chuyên gia tin tưởng là chắc chắn Đại học Hạ Long sẽ là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu trong nước và khu vực về đào tạo nguồn nhân lực. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, thông tin khái quát với đoàn công tác về quy hoạch của tỉnh. Trong đó nhấn mạnh, giai đoạn 2010-2020, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng và triển khai đồng bộ 7 quy hoạch chiến lược với sự tham gia của các đơn vị hàng đầu quốc tế. Hiện tỉnh đang thuê tập đoàn McKinsey của Mỹ và Nikkei Sekkei của Nhật Bản tiếp tục tư vấn lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Chính nhờ có các quy hoạch tổng thể đồng bộ đã mang lại những kết quả mang tính vượt trội của tỉnh Quảng Ninh trong 10 năm qua. Đặc biệt trong 2 năm 2020 và 2021, dù phải đối diện với những thách thức rất lớn do đại dịch COVID-19, ngành du lịch dịch vụ vốn là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục kiên trì đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ nâu sang xanh dựa vào ba trụ cột thiên nhiên, con người và văn hóa, kết hợp với xu thế hòa bình, hợp tác, hội nhập, thành tựu cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và nền tảng nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Theo đó, tỉnh ưu tiên thu hút phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp sạch, công nghệ cao, công nghệ thông minh thân thiện với môi trường, tăng nhanh tỷ trọng trong đóng góp của công nghiệp chế biến chế tạo. Năm 2021 thu hút vốn FDI thế hệ mới có bước đột phá, đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ, gấp 2,67 lần so với cùng kỳ. Ngoài ra, tỉnh tạo điều kiện thuận lợi phát triển hợp lý, bền vững theo quy hoạch ngành công nghiệp khai khoáng, trọng điểm là ngành than. Tiếp tục tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản, nhất là nghề nuôi biển, triển khai các giải pháp phát triển doanh nghiệp và phát triển khu vực kinh tế tư nhân, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển sản phẩm chủ lực và xây dựng thương hiệu của tỉnh, tạo sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, thúc đẩy liên kết vùng, sẵn sàng phục hồi du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh. Đồng chí cũng nhấn mạnh, một trong ba khâu đột phá chiến lược được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025 đó là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng gắn với nhanh chóng tăng quy mô và nâng cao chất lượng dân số. Trong đó sẽ tập trung xây dựng phát triển Đại học Hạ Long theo mô hình đô thị đại học, mở rộng liên kết hợp tác, trở thành trung tâm thu hút đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của khu vực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương dành hơn 110 ha đất ở thành phố Uông Bí để lập quy hoạch chi tiết Đại học Hạ Long và khu đô thị dịch vụ phụ trợ với mục tiêu là xây dựng Đại học Hạ Long trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hàng đầu của tỉnh Quảng Ninh, của khu vực phía Bắc và cả nước, hướng tới trở thành cơ sở đào tạo có uy tín, thương hiệu trong nước và quốc tế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, những ý tưởng tham góp của đoàn công tác sẽ giúp cho Quảng Ninh tiếp tục hoàn thiện về các định hướng, cơ chế chính sách liên quan tới công tác quy hoạch tỉnh, trong đó có phát triển nguồn nhân lực cũng như là quy hoạch trường Đại học Hạ Long và khu đô thị dịch vụ phụ trợ. Với phương châm tầm nhìn toàn cầu, hành động của địa phương, tỉnh Quảng Ninh mong muốn thường xuyên có sự kết nối với các chuyên gia, nhà khoa học trên thế giới trên mọi lĩnh vực, qua đó tạo động lực để tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Sáng nay, đoàn công tác tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn làm trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Quảng Ninh về kinh nghiệm sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện. Làm việc với đoàn có các đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Vi Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhằm tiếp tục tạo động lực cho phát triển, mặc dù vẫn đảm bảo các tiêu chí về diện tích, dân số theo quy định của Trung ương, cuối năm 2019, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động đề xuất và được Trung ương đồng ý thực hiện nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long. Sau khi sáp nhập, một loạt các dự án giao thông kết nối đã được triển khai xây dựng. Qua đó tạo ra sự gắn kết mật thiết giữa hai không gian phát triển của một đô thị đa cực, có rừng, có biển, có kỳ quan thiên nhiên thế giới với vịnh Cửa Lục là trung tâm kết nối. Đối với việc sắp xếp, quản lý tài sản, các cơ sở vật chất, thành phố đã bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc cho các phòng ban đơn vị đảm bảo khoa học, hợp lý, phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ hành chính công. Đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Tại buổi làm việc, hai địa phương đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện sáp nhập, trong đó tập trung các vấn đề liên quan đến việc xây dựng đề án sáp nhập, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức bộ máy sau sáp nhập. Hai địa phương cũng trao đổi trong việc phối hợp đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, trong đó đặc biệt là tuyến đường 342 nối từ Hạ Long qua Ba Chẽ đến Lạng Sơn, qua đó thúc đẩy liên kết vùng, tạo điều kiện để Lạng Sơn có thể khai thác lợi thế về hệ thống cảng biển của Quảng Ninh trong quá trình phát triển. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nhấn mạnh mục tiêu quan trọng nhất của tỉnh Quảng Ninh trong quá trình thực hiện sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long là mở rộng không gian phát triển của thành phố Hạ Long, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế. Trong quá trình triển khai, công tác tuyên truyền để người dân nắm được chủ trương sáp nhập cũng như là những lợi ích sau khi sáp nhập được chú trọng. Thông qua đó tạo sự đồng thuận cao trong dư luận nhân dân. Đồng thời để đảm bảo ổn định tổ chức bộ máy ngay sau khi thực hiện sáp nhập, tỉnh Quảng Ninh cũng ban hành các cơ chế chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chịu ảnh hưởng trong quá trình sáp nhập. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng mong muốn hai tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn sớm thống nhất chủ trương đầu tư hệ thống giao thông kết nối để thúc đẩy hơn nữa hoạt động hợp tác liên vùng, qua đó có thể tận dụng khai thác những tiềm năng lợi thế của nhau để cùng phát triển. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn cho biết, Lạng Sơn đang nghiên cứu việc sáp nhập huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn.
Vì vậy, những kinh nghiệm của Quảng Ninh trong việc thực hiện việc sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long là bài học quý, đặc biệt là những kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, sắp xếp tổ chức bộ máy sau sáp nhập. Đối với việc thống nhất chủ trương đầu tư hệ thống giao thông kết nối, đồng chí mong muốn hai địa phương tiếp tục trao đổi thống nhất để có thể triển khai trong thời gian sớm nhất. Cũng trong ngày hôm nay, đoàn công tác của tỉnh Lạng Sơn đã đi tham quan, khảo sát một số dự án giao thông, khu du lịch trên địa bàn thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả. Tiếp tục thực hiện chương trình giám sát chuyên đề ngày hôm nay, đoàn giám sát, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà chủ trì làm việc với thị xã Đông Triều, Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Lao động Thương binh Xã hội về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021. Qua giám sát, đoàn đề nghị thị xã Đông Triều cần quan tâm phân tích sâu chất lượng công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, rút ra bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn công tác này, nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở, huy động sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội các cấp, kịp thời giải quyết, hạn chế khiếu nại kéo dài, đông người vượt cấp. Tăng cường tuyên truyền giáo dục chính sách pháp luật cho người dân ngay từ cơ sở, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư các cấp. Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Đoàn giám sát đề nghị các sở ngành nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, tăng cường chỉ đạo thanh tra kiểm tra, công tác quản lý tài nguyên đất đai, thực hiện các chính sách thuộc những lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại tố cáo, thường xuyên cập nhật nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân của đơn vị và các lĩnh vực liên quan. Đối với kiến nghị của các sở ngành địa phương, đoàn sẽ tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời gian sớm nhất. Sau 2 năm ngành du lịch chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng dịch bệnh, quyết định mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày 15 tháng 3 của chính phủ được xem là bước đà quan trọng giúp khôi phục mảng du lịch quốc tế và ngành du lịch nói chung. Tận dụng cơ hội này, Quảng Ninh đã chủ động xây dựng một chương trình mở cửa phục hồi với chiến lược bài bản, mục tiêu thu hút mạnh mẽ du khách. Nhiều doanh nghiệp, điểm đến du lịch đã sẵn sàng các điều kiện đón khách trở lại. Nắm bắt ngay cơ hội từ chủ trương mở cửa du lịch của chính phủ, nhiều doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh đã chủ động khai thác các thị trường khách tiềm năng. Từ nhiều tuần nay, hãng lữ hành này đã chủ động làm việc với các đối tác cả trong nước và quốc tế, xây dựng các sản phẩm mới, đảm bảo hấp dẫn, độc đáo, phù hợp với thị hiếu, đặc thù từng thị trường khách. Trên cái tinh thần kết nối cùng với lại các tập đoàn lớn thì chúng tôi cũng đã làm việc cùng với Sun Group, Vin Group, FNC, Phần Nam Minh Go cũng như là Lê Dân Sư Yên Tử để làm sao mà lựa chọn những cái sản phẩm phù hợp và lựa chọn trao đổi với nhau để cùng nhau ký những hợp đồng hợp tác cho cái kế hoạch của năm 2022. Cùng với các chính sách kích cầu du lịch giảm 50% phí tham quan một số điểm đến nổi tiếng của Quảng Ninh, các sản phẩm du lịch mới, du lịch góp, du lịch trải nghiệm, mạo hiểm, phát triển kinh tế đêm sẽ đồng loạt được đưa vào khai thác để đáp ứng xu hướng mới của du lịch hậu Covid. Năm nay, 65 sự kiện hoạt động chương trình kích cầu du lịch sẽ được tổ chức. Ngay trong tháng 3 này, điểm nhấn sẽ là sự kiện phát động du lịch Quảng Ninh an toàn, trải nghiệm trọn vẹn. Chuỗi sự kiện hấp dẫn trong cả năm như Carnival mùa hè, mùa đông, Festival áo dài, đăng cai SEA Games 31 cũng sẽ gia tăng sức hút cho du lịch Quảng Ninh. Đưa Tuần Châu thành khu làng SEA Games để phục vụ cho toàn bộ các vận động viên cũng như là các du khách khi đến với Tuần Châu và đến với tỉnh Quảng Ninh. Mở cửa du lịch từ 15 tháng 3, các hoạt động du lịch tại Quảng Ninh được khôi phục tổng thể, không giới hạn loại hình, quy mô, phạm vi, theo tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả trong điều kiện bình thường mới của chính phủ. Thực hiện đồng bộ mạnh mẽ các chiến dịch truyền thông quảng bá xúc tiến và phát triển thị trường du lịch. Khi mở cửa hoàn toàn, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực du lịch là những vấn đề cốt lõi cần được khôi phục nếu muốn đảm bảo chất lượng dịch vụ sau thời gian dài hoạt động cầm chừng. Sau thời gian mà những người lao động của chúng ta hoặc là phải nghỉ việc hoặc là đã phải tìm việc ở những cái lĩnh vực kinh tế khác thì thời gian này là chúng ta cũng phải có những việc mà từng bước theo những cái diễn biến của cái thu hút khách thì chúng ta thu hút anh em lại rồi chúng ta đào tạo lại và cũng để trang bị thêm những kiến thức mới để làm sao mà khi mà cái lượng khách quay trở lại thì chúng ta có đầy đủ những điều kiện phục vụ khách. Quảng Ninh hiện là một trong những địa phương có tỷ lệ bao phủ vaccine sớm nhất và cao nhất cả nước. Đây là cơ sở quan trọng để du lịch tự tin mở cửa. Năm nay, Quảng Ninh phấn đấu đón trên 10 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế 1,5 triệu lượt.
Trong ngày, Quảng Ninh được Bộ Y tế ghi nhận 2.903 ca nhiễm COVID-19, trong đó 2.566 ca cộng đồng, 337 ca đã quản lý cách ly, 13 trên 13 địa phương đều ghi nhận ca mắc. Số ca phát hiện thông qua sàng lọc test nhanh là 2.832 ca, được phát hiện thông qua xét nghiệm RT-PCR 71 ca. Số ca mắc mới có xu hướng giảm nhẹ so với các ngày trước đó. Mặc dù hiện nay học sinh đã chuyển sang học trực tuyến được gần 3 tuần, tuy nhiên tỷ lệ học sinh mắc COVID-19 vẫn chiếm 18,1% số ca mắc trong ngày. Điều đó cho thấy tỷ lệ lây nhiễm tại gia đình hiện đang rất cao. Ngoài ra, số ca mắc là công nhân có xu hướng giảm so với những ngày trước đó, đạt 23,7% tổng số ca mắc trong ngày. Vaccine hiện nay vẫn đặc biệt hiệu quả trong giảm mức độ nặng, ca tử vong và nhập viện, kể cả với biến chủng Omicron. Điều đó được thể hiện qua tỷ lệ tử vong, số ca mắc của Quảng Ninh chỉ ở mức thấp 0,03%, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ tử vong trung bình cả nước là 0,9%. Dự báo trong thời gian tới, dự kiến sẽ có khả năng gia tăng những trường hợp bệnh nặng, cần tăng cường hơn nữa các biện pháp bảo vệ các nhóm đối tượng trọng điểm, người cao tuổi, người chưa tiêm chủng, người có bệnh lý nền, nhóm người yếu thế trong xã hội, nhóm trẻ em, phụ nữ có thai, nhằm giảm số chuyển nặng và tử vong. Khuyến cáo, một số nghiên cứu trên thế giới cho thấy 70-80% bệnh nhân COVID-19 có ít nhất một vấn đề về hậu COVID-19, dù giai đoạn dương tính, họ mắc bệnh ở mức độ nặng hay nhẹ. Việc tiêm vaccine không những làm giảm khả năng nhập viện tử vong của bệnh nhân COVID-19, mà còn giúp những vấn đề hậu COVID-19 nhẹ nhàng hơn. Người dân cần thực hiện tốt công tác cách ly điều trị, phòng chống lây nhiễm COVID-19 tại gia đình để phòng lây nhiễm cho trẻ, đặc biệt là nhóm trẻ nhỏ chưa được tiêm chủng vaccine COVID-19 và những người có nguy cơ cao khác. Phân loại xử lý rác thải theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, cơ quan y tế địa phương. Người dân thực hiện xét nghiệm sàng lọc khi có các triệu chứng nghi nhiễm hoặc chỉ định của nhân viên y tế. Đặc biệt các đối tượng người cao tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ mang thai. Tuân thủ tốt nguyên tắc 5K và các hướng dẫn phòng chống dịch, không lơ là chủ quan, kể cả những người đã từng mắc COVID-19 trước đó, hoàn toàn có khả năng tái nhiễm và nguy hiểm đến tính mạng. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành giáo dục Quảng Ninh đã điều chỉnh trình hình thức tổ chức dạy học, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh và giữ ổn định chất lượng giáo dục, ghi nhận tại thành phố Hạ Long. Trừ các trường hợp F0, F1 phải cách ly y tế tại nhà, toàn bộ học sinh khối lớp 9 của trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Khai được ưu tiên đi học trực tiếp trong điều kiện thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Học sinh các khối lớp khác thực hiện việc học từ xa. Mặc dù tình hình dịch bệnh đang diễn ra rất là phức tạp, tuy nhiên phần lớn thời gian trong suốt hơn 2 năm qua, chúng em vẫn được đến trường để học trực tiếp. Và điều này rất là quan trọng để giúp chúng em có được kiến thức chắc chắn và có thể đạt được kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh sắp tới. Chúng tôi đã tổ chức test COVID cho học sinh hàng ngày và với tỷ lệ là khoảng 10%. Và đến hôm nay thì những học sinh tham gia học trực tiếp của chúng tôi là đảm bảo sức khỏe. Thế còn những học sinh mà không tham gia được học trực tiếp thì chúng tôi đã cho các em học trực tuyến và đồng thời là phát phiếu học tập. Và đảm bảo đến hôm hiện nay thì toàn trường chúng tôi 1.532 học sinh đều được tham gia tất cả các hình thức học tập. Trên cơ sở xác định đúng nguy cơ, mức độ lây lan dịch bệnh trên địa bàn và trong các trường học, ngành giáo dục thành phố Hạ Long đã triển khai linh hoạt các hình thức dạy học phù hợp điều kiện thực tế. Trong đó, phát huy trách nhiệm người đứng đầu và các giáo viên trong việc bảo đảm an toàn sức khỏe và kiến thức nền tảng cho học sinh. Đến thời điểm hiện tại, toàn thành phố có 15 trường học có học sinh đi học trực tiếp, bao gồm 6 trường mầm non và 9 trường phổ thông với 2.485 học sinh. Còn lại đa số trường học, lớp học tổ chức dạy học trực tuyến hoặc giao phiếu học tập cho học sinh theo đúng phương châm, tạm dừng đến trường, không dừng việc học. Để giúp cho việc học của các con được thuận lợi nhất thì chúng tôi cũng đã phối hợp với nhà trường và thầy cô trong việc kiểm tra học tập của các con. Ngoài ra thì hàng ngày tôi đều báo cáo tình hình sức khỏe của các con cho thầy cô giáo chủ nhiệm và để đảm bảo tình hình sức khỏe của con ổn định và sớm được trở lại trường. Để việc dạy học trực tuyến được đạt hiệu quả tốt nhất thì tiêu chí của chúng tôi là trong soạn giảng thì chúng tôi sẽ soạn giảng một cách là chi tiết ngắn gọn và xúc tích nhưng vẫn phải đảm bảo được cái nội dung cho các con. Còn về cái kỷ luật lên lớp của giáo viên cũng như học sinh thì chúng tôi thực hiện theo như ở học trực tiếp tại trường, làm sao để cho các con có những cái ngày học trực tuyến một cách tốt nhất ạ. Hơn 2 năm dạy học trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp,
ngành giáo dục thành phố Hạ Long đã biến thách thức thành cơ hội, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác tối đa hiệu quả hệ thống phòng học thông minh trong việc quản lý và dạy học, tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội, góp phần duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục. Chiều nay, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh, họp đánh giá thẩm định xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Các xã Đồn Đạc, Thanh Sơn, Ba Chẽ và xã Vạn Yên, Vân Đồn được thẩm định xét đạt chuẩn nông thôn mới. Xã Minh Cầm, Ba Chẽ, Đoàn Kết, Vân Đồn được thẩm định xét đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các xã Bình Dương, Thủy An, thị xã Đông Triều, Cộng Hòa, Dương Huy, thành phố Cẩm Phả được thẩm định xét đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Toàn bộ 9 xã trên đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu tiêu chí và được các thành viên hội đồng thẩm định thống nhất công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Hội đồng thẩm định đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định công nhận. Sáng nay, Công an tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội thảo khoa học cơ sở khoa học luận thực tiễn xây dựng hai dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, với sự tham gia của đại diện các sở ban ngành địa phương của tỉnh. Đa số các ý kiến thống nhất cần tập trung làm rõ, phân tích đánh giá thực trạng tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ và sự tác động ảnh hưởng đến đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông, làm rõ thêm cơ sở pháp lý, chính trị, thực tiễn của việc tách luật giao thông đường bộ thành luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Cần tiếp tục đặt hoạt động của lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở dưới sự quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của cơ quan công an các cấp, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách, cùng nhiều ý kiến khác. Các ý kiến tại hội thảo sẽ được Công an tỉnh đề xuất để Bộ Công an tổng hợp, hoàn thiện các dự án luật, báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội thông qua. Góc cua hẹp, cốt đường tranh cao khiến phương tiện tải trọng lớn lưu thông qua rất dễ bị lật đổ hoặc đâm vào nhà dân ven đường. Thực trạng này khiến nhiều người điều khiển phương tiện và nhân dân sinh sống gần khu vực ngã ba đấu nối giữa quốc lộ 18 cũ và đường tỉnh 329 qua nội thị phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả luôn cảm thấy bất an. Cử tri nhân dân địa phương cũng đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được xử lý khắc phục, khiến nguy cơ tai nạn luôn tiềm ẩn. Theo ghi nhận của phóng viên, ngã ba đấu nối giữa quốc lộ 18 cũ và đường tỉnh 329 qua nội thị phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả là nút giao đồng mức, nhưng cốt đường của hai tuyến lại chênh lệch nhau hàng mét. Đường dốc góc cua hẹp, mỗi khi các xe tải lưu thông qua đây phải dừng lại đánh lái nhiều lần. Không ít vụ tai nạn đã xảy ra khi tài xế vào cua mất lái. Hôm đấy cái xe thùng dài đi đến đây là nó phanh, là nó bị lái không được thì là bắt đầu nó mấy tăng là nó lùi vào nhà. Hôm đấy hai bà ngồi trong nhà là sợ lắm, mà sợ làm sao được, chẳng may chết thì cũng phải chịu. Khó đi lắm, lúc là tầm cứ chập nhầm nhạng tối ấy, thì nó khó đi, bởi vì toàn xe to thôi. Cua nó đường trên kia ngược xuống là nó gấp quá, chỗ này rẽ ra, mà hai nữa này cái xe ở trên kia là nhiều khi người ta không để ý là nó cua gấp quá, thì chỗ này nó không an toàn lắm. Để giảm tải một phần mật độ phương tiện tải trọng lớn lưu thông qua tuyến đường này, biển cấm xe container đi vào nội thị phường Mông Dương đã được lắp đặt. Thế nhưng, thực tế cho thấy, ngoài các xe container vi phạm biển cấm, còn có không ít xe chở vật liệu cơi nới thành thùng có biểu hiện quá khổ quá tải lưu thông qua ngã ba đấu nối giữa quốc lộ 18 cũ và đường tỉnh 329 qua nội thị phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả. Cũng kiến nghị rất là nhiều rồi nhưng mà cũng chưa có gì thay đổi cả. Vẫn thế, anh cứ ở đây tầm buổi trưa ấy, nó phải hàng mấy chục con công nó cứ kéo nhau, lối đuôi nhau đi vòng ở đây này. Chả có xử lý gì, toàn là hổ vô đây này. Cứ chốc giờ tầm chiều về dầm dập. Xe công nó chở ở đây nó còn ùn lại, nó leo lên dốc không được, lại lùi lại, lùi đi, lùi lại mãi lần, mấy lần mới lên được cái dốc này này. Cho nên là ở đây là nhiều tai nạn lắm đấy. Theo phân cấp, tuyến đường 18 cũ đoạn đấu nối giữa đường tỉnh 329 qua nội thị phường Mông Dương do thành phố Cẩm Phả quản lý. Đây là một trong những tuyến giao thông kết nối giữa thành phố Cẩm Phả với khu vực Hoành Bồ cũ của Hạ Long và huyện Ba Chẽ.
mật độ phương tiện lưu thông đông đúc. Tuy nhiên, những bất cập về hạ tầng và nguy cơ mất an toàn tại đây đã kéo dài nhiều năm nhưng vẫn chưa được giải quyết. Bản tin thời sự tối nay của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.